Đây là chiếc máy HP14 Babylon DV0010WM nha các bạn. Đây là chiếc máy nguyên siêu luôn. Nhiều bạn mua máy bên mình thì lăn tăn hàng mới, hàng Sài Gòn gì đó, nhưng mà có nhiều bạn cũng rất là tin tưởng bên mình rồi, họ ở xa họ cũng kêu bên mình xé siêu ra để cài đặt những phần mềm cần thiết cho họ về học online ngay á. Thì hôm nay mình tiếp tục giao một chiếc này nè. Mình có hai chiếc này mà có thể cái chiếc kia anh khách một xíu nữa anh cũng lấy rồi nha. Thì mình video, quay video này mục đích là để chỉ để cho các bạn xem cái mẫu máy này thôi. Nếu các bạn tin tưởng bên mình thì bên mình sẽ xé ra cài đặt cho các bạn đầy đủ nha. Còn các bạn sợ thì các bạn cứ tới xem sơ sơ qua thì mình cài xong mình sẽ gọi các bạn qua lấy máy để hạn chế tình trạng là các bạn ngồi đợi nha. Đây là những chiếc máy mới thì các bạn không cần phải lo lắng gì về những chiếc máy này, bên mình cũng bảo hành cả năm lận. Chiếc máy này mình sẽ giao lên cho bạn khách thông qua shipper nha các bạn. Bạn này ở gần Tân Hương, mình sẽ giao qua shipper giúp bạn ấy, và bạn ấy cũng sẽ không xuống shop để hạn chế tình trạng phong tỏa ở khu vực Mỹ Tho của chúng mình. Đây chiếc máy, thì các bạn an tâm mua máy bên mình, thì trước giờ nếu các bạn đã từng mua máy bên mình các bạn biết rồi, mua máy cũ và bên mình vẫn bảo hành cho các bạn có thể là từ 3 tháng tới 6 tháng thậm chí 1 năm. Thì đối với những chiếc máy mới như thế này thì các bạn lại càng yên tâm hơn nha, khỏi có vấn đề gì lo lắng cả. Còn gặp vấn đề gì thì cứ inbox với mình để được hỗ trợ. Thì đi chi tiết vào chiếc máy này, đây là chiếc máy HP Pavilion 14 vỏ nhôm nha các bạn, khác với những phiên bản vỏ nhựa giá thành rẻ. Chiếc máy này thì giá gần 20 triệu đồng, cấu hình Core i5, RAM 8GB, SSD 256GB. Thì hiệu năng chiếc máy này thì quá mạnh, không cần gì phải bàn cãi nha. Chúng ta mua về và sử dụng ngay luôn, không cần phải nâng cấp gì cả, máy rất là đẹp luôn nha. Đây chiếc máy, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang nha các bạn. Thì chiếc máy này mình sẽ cài một số cái phần mềm cơ bản để bạn mua về và học online ngay, và bạn cũng rất là gấp để học online nha. Thì chiếc máy này được in siêu tại Mỹ Tho Laptop, đây cửa hàng của mình nha. Các bạn có phiền hà hay khiếu nại gì thì cứ mạnh dạn inbox, bên mình bán rất là nhiều máy rồi, sẽ không có sợ cái vấn đề gì cả về bảo hành cũng như là chất lượng của máy nha. Mình còn một chiếc nữa, HP Babylon 14, chiếc này có thể một xíu nữa chị kia lại lấy nè, cũng là vỏ nhôm nha. Cấu hình nãy giờ mình bận quá chưa giới thiệu cho các bạn. Đây là cấu hình Core i5-1135G7 phiên bản chip G nha các bạn, khác rất là nhiều so với dòng chip U truyền thống. Ổ cứng SSD NVMe 256GB, RAM 8GB DRAM 4 nha. Máy chạy Win 10 Home bản quyền, màn hình 14 inch IPS LED display độ sáng 250 nits nha. Lo BO luôn, pin 3C 43W, các bạn lưu ý lo BO nha. Robeo thì cái dòng âm thanh trên dòng máy này cực kỳ hay hơn những cái dòng HP Babylon truyền thống, giá rẻ nha. Vỏ nhựa nó sẽ không có Robeo đâu. Logo Intel Core i5 và logo kèm hình Intel Agis SE của dòng chip Intel đời mới hệ thứ 11 nha. Và đây là giao diện hệ điều hành Windows 10 Home bản quyền nha. Đó là chúng ta phải vào một số bước để kích hoạt Windows 10 Home bản quyền để có thể sử dụng nha. Rồi, bước này thì đã quá quen thuộc rồi thì mình xin tạm phép tạm ngừng video tại đây. Nếu các bạn có những cái vấn đề gì liên quan tới mua laptop hay là thế nào đó thì các bạn có thể inbox cho bên mình để được hỗ trợ những cái sản phẩm laptop này nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của Mỹ Tho Laptop. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.